bạn là viên, bạn đọc thân nghe không thôi này. Anh em là viên, giờ mẹ đọc nhá. Mẹ đọc chuyện cho anh em nghe nhá. Nhắm mắt lại, sau mẹ đọc một mối, nghe chưa? Nay mẹ sẽ đọc chuyện ba chú chó con cho Vi và anh Gấu nghe nha. Nằm xuống đi, để nằm xuống để mẹ đọc cho. Nằm xuống này, không mẹ không không đọc nữa nhá, không đọc nữa. Nằm yên đi, mẹ đọc cho nghe. Anh Gấu nằm một cái em. Nằm yên đấy, mẹ đọc cho nghe, không mẹ không đọc nữa, mẹ bắt đi ngủ đấy. Để mẹ đọc hai em nghe nhá. Hai em nằm đều ngủ đấy chưa? Ngày xưa ở một nhà kia có ba chú chó con. Khi chúng đã lớn, một ngày nọ chó mẹ quyết định gọi chúng lại và dặn: các con đã lớn cả rồi, giờ cũng là lúc ta muốn các con ra ở riêng và các con phải tự xây cho mình một căn nhà. Nhưng các con phải cẩn thận, đừng để cho sói bắt ăn thịt. Thế rồi ba chú chó con bắt đầu lên đường. Đi được một quãng, chúng gặp một bác nông dân đang vác một bó rơm. Chú chó cả liền hỏi xin một ít rơm rồi ở lại dựng nhà. Chú chó thứ hai và chú chó út tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, hai chú chó gặp một bác tiểu phu đang vác một bó củi lớn. Chú chó thứ hai liền hỏi xin bó củi để dựng nhà. Còn chú chó út muốn xây một ngôi nhà chắc chắn hơn nên lại tiếp tục đi. Thế rồi chú gặp một bác thợ xây đang kéo trên xe rất nhiều gạch. Chú chó út quyết định hỏi xin bác thợ xây một ít, rồi chú tự xây cho mình một ngôi nhà và rất hài lòng với ngôi nhà chắc chắn đó. Nằm yên để mẹ đọc tiếp nhá. Đi ngủ đi, anh ngủ rồi đấy. Ngày hôm sau, chó sói đến chỗ ngôi nhà bằng rơm của chú chó cả. Nhìn thấy chó sói, cậu liền chạy vào nhà và đóng cửa lại. Chó sói yêu cầu cậu mở cửa nhưng cậu cương quyết không mở. Chó sói liền bảo: ta sẽ thổi bay ngôi nhà của ngươi. Thấy nguy, chú chó cả liền cắm đầu cắm cổ chạy về với mẹ. Mẹ đọc em nha. Rồi chó sói lại đến ngôi nhà làm bằng những khúc cuộn của chú chó thứ hai. Chú chó thứ hai nhìn thấy chó sói cũng liền chạy vào nhà, khóa chặt cửa lại. Chó sói tức giận thổi phù một cái, ngôi nhà bắt đầu đổ sụp xuống. Thấy vậy, chú chó thứ hai vội chạy thẳng một mạch về nhà mẹ. Ngày hôm sau, chó sói thì đến ngôi nhà bằng gạch của chú chó út. Nhìn thấy chó sói, cậu liền chạy vào nhà và đóng cửa lại. Chó sói yêu cầu cậu mở cửa nhưng cậu cương quyết không mở. Chó sói liền bảo: ta sẽ thổi bay nhà của ngươi. Nói rồi chó sói thổi mạnh nhưng không thể làm lay chuyển ngôi nhà bằng gạch kiên cố của kia. Hắn cố thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng hắn nghĩ thằng nhóc này thật thông minh, vì vậy hắn liền thay đổi chiến thuật. Hắn nói với chú chó út: này anh bạn, tôi biết nông trại nhà lão sư có rất nhiều của cải ngon, vậy 6 giờ sáng nay, ngày mai bọn mình cùng đến đó lấy củ cải của tôi nhé. Nhưng chú chó con rất thông minh, sáng ngày mai cậu đến nông trại của lão lúc 5 giờ sáng, lấy đầy một giỏ củ cải rồi về nhà trước 6 giờ và khóa chặt cửa lại. 6 giờ, chó sói đến gõ cửa nhà chú chó út để rủ cậu đến nông trại của lão. Nhưng cậu đáp: tôi đã lấy đủ củ cải cho bữa tối rồi. Chó sói nghe thấy vậy vô cùng tức giận nhưng không làm gì được. Ngày tiếp theo, chó sói lại đến rủ chú chó út: ngày mai lúc 5 giờ sáng, bọn mình hãy đến vườn nhà bác Bo để hái táo nhé. Cây táo nhà bác ấy sai chịu quả. Nhưng sáng hôm sau, chú chó út lại đến vườn nhà bác Bo lúc 4 giờ sáng để hái táo. Lúc cậu đang ở trên cây, chó sói đã đến. Tuy ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rồi cậu nhanh trí ném một quả táo ra xa và gọi chó sói: tôi vừa ném xuống cho anh một quả táo đấy. Trong
khi cháu sói đang mãi đuổi theo quả táo, chú chó út liền tụt xuống rồi chạy thật nhanh về nhà và thoát trở lại. Chó sói rất tức giận nhưng rồi lại tìm đến nhà chú chó út và bảo: hẹn cậu ngày mai lúc 4 giờ chiều tại lễ hội để bọn mình cùng chơi xích đu và cưỡi ngựa vòng xoay nhé. Chú chó út liền đồng ý. Nhưng hôm sau, chú chó út đã đến lễ hội lúc 2 giờ chiều. Cậu vô cùng thích thú với trò chơi xích đu và cưỡi ngựa xoay vòng. Sau khi chơi rất vui vẻ, cậu mua một thùng bơ. Nhưng không may, trên đường về, cậu nhìn thấy chó sói đang từ trên đồi đi xuống chỗ nhà cậu. Cậu liền đẩy thùng bơ lăn xuống chỗ chó sói rồi chạy về nhà trước. Chó sói tức giận, không thèm gõ cửa mà chui vào nhà chú chó út bằng đường ống khói. Chú chó út nhanh trí đun một nồi nước sôi thật to. Chó sói la toáng lên vì nóng rồi ngay lập tức bỏ chạy. Chuyện đây hết rồi. Mẹ đặt không? À, hai em ngủ, có ngủ chưa? Hai em ngủ cá rồi à? Không mặc nữa nhá. Bỏ đây nhá. Em đi làm gọi này. Đấy. Nè. Em đang làm gọi thế nào?